Đi chậm thôi, đi chậm thôi để đi nhanh mới chú quay không kịp. Rồi con chậm lại được chú, khoan chậm lại được chú đi trước, đi lấy con. Rồi, cứ chậm được chú quay con bước vô. Con cứ mở Chấn Hưng channel nhé.
chắc là như vậy là coi á hấp dẫn hơn.